Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Vĩnh Vui Vẻ. Thì đến nay cái series mà ở chung với nhà chị Trang thì nó cũng đã là khá là dài. Thì như những ngày đầu tiên mình đã nói với anh em là khi mà anh em coi những clip này là những là khi là mình đã hoàn thành xong rồi mình mới up. Thì hôm nay cũng đã là cái clip cuối cùng. Đó, thì trong clip cuối cùng hôm nay thì mình có cho anh em xem bức hình này. Đây, mình sẽ để bức hình ở đây. Đó, và cái giường á thì anh em cũng biết cái giường nào đúng không? Giường này giường nhà chị Trang. Đó, và cái bạn nữ mà anh em thấy trên hình thì hiện tại thì cũng đang nằm ở đây. Đùa anh em thôi. Làm gì mà con bé nào bây giờ ở đây mà mặc đồ như vậy mà đừng nằm đây đúng không? Đó, rất là nguy hiểm. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đăng cái hình này lên Zalo để bà Trang á, bữa giờ là bà không có ở nhà nhưng nhiều khi bà check Zalo bà thấy. Bà thấy cái tấm hình đó, bà thấy tấm hình đó thì chắc chắn là nhiều khi là bà sẽ gọi cho mình bà check. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái nhân vật nữ nằm trên cái giường này nữa. Ok anh em. À, cơ bản là như vậy nha anh em. À, quên. Còn một cái nữa. Ok. Rồi, ok anh em. Thì mình còn chuẩn bị ở đây là hôm nay là ngày cuối cùng ở bên đây rồi. Thì mình cũng chả biết chuẩn bị cái quà gì hết cho nó ý nghĩa, cho nó vui hết. Thì mình cũng đơn giản mình là chuẩn bị một cái bánh kem ở đây. Thì mình cũng có ghi lên đây 3 dòng chữ thân thương. Anh em có thể thấy là chữ cảm ơn chị. Ok. Thì mình bỏ vô trong này lại mình. Rồi xong đó mình sẽ để cái bánh kem trong cái vị trí này nè anh em. Trong cái mền này mình đắp cái mền lên cái bánh kem. Khi mà bà về mà lỡ bà kiểu như bà lên cơn điên, bà cầm mền bà nhổ ra thì thấy cái bánh. Ok. Đó, nó tạo sự bất ngờ là như vậy. Bình thường bà Trang á, mình ở đây nhiều thì mình thấy bà cũng đôi khi bà cũng hay đi nhậu. Bữa giờ mình thì cũng hay nói cho anh em là nếu mà nhậu nhiều thì nên dùng cái giải độc gan tuệ linh này đúng không? Trước khi đi nhậu thì uống 4 viên mà sau khi nhậu thì uống 4 viên. Nó phù hợp cho những anh em mà hay đi nhậu nhiều, những mà đối tượng viêm gan B rồi các kiểu. Đó. Và một số anh em thì hỏi Vịnh bán đúng không? Thì không có, mình không có bán. Anh em nào ra tất cả các tiệm thuốc Tây ở toàn Việt Nam thì ở đâu cũng có. Anh em nào có thắc mắc thì mình để cái số hotline ở đây, anh em có thể gọi và tìm hiểu thêm. Ok anh em nha. Thì sản phẩm gan tuệ linh này đã uy tín hơn 20 năm thị trường rồi, giống như nhiều lần mình đã nói với anh em rồi. Nó là sản phẩm thảo dược duy nhất trên thị trường được thử nghiệm lâm sàng tại bệnh viện quân đội Trung ương 108 mà cho kết quả âm tính virus viêm gan B. Ok anh em nhé. Thì cứ ra tìm thuốc tây là sẽ có thôi. Và xíu mình sẽ tặng thêm cho chị Trang cái này. Ok. Anh em mà bây giờ thì phải ngồi chờ đăng lên đó rồi. Nhiều khi bà Trang bà bận quá bà không chịu check nữa thì cũng má cũng xui. Bà không chịu nhìn Zalo bà không thấy á. Hy vọng là bà sẽ thấy. Giờ cứ ngồi đây chờ thôi. Ai thì không gian này cũng đã quá quen thuộc với mình. Đó. Tính đến nay cũng khá là lâu rồi. Mà thứ quen quen này cũng hơi ở nhà mình nữa. Giờ ngồi đây chờ thôi anh em. Anh em. Lê Minh Trang là cái bút của bà Trang đó anh em ạ. Nhưng bà gọi. Tự nhiên gọi. Không biết là bà phát hiện rồi hay là bà gọi nhờ cái gì. Trời ơi, bởi xa cơ. Cái gì hết chị Trang? Chị đây mày nhà, bốt chị lên Zalo á. Hả sao? Chị nói gì em không nghe. Bốt cái gì lên Zalo đó. Bốt chị Zalo hình bán đồng hồ thôi chứ gì đâu. Trời ơi, bởi xa cơ. Bây giờ ăn cơm không? Mày quay cái giường ra đâu coi. Hả, nhưng mà chị kêu em bốt Zalo gì? Mày dắt ai về nhà? Nhớ ai về nhà gì trời? Không hả? Tự nhiên cái bot Zalo gì trời, để mình tôi coi Zalo của tôi coi. Ủa chết mẹ, ủa đăng lộn cái hình, ủa hồi nãy đăng hình đồng hồ mình sao, ủa cái okay. Để xóa cái. Ủa bao nhiêu người thấy rồi, đủ 5 người like rồi. Để xóa cái. Ủa mày sao không nhắc sớm má. Ủa chết mẹ, đang lộn. Sự giới thiệu là trả lời câu hỏi của người ta. Sao chị hỏi gì? Cái nào đó?
đứa nào? Chị hỏi ai? Mẹ nhắc nhiều lần nha. Nhưng mà chị hỏi ai chứ, tự nhiên chị hỏi ngang ngang vậy em biết chị hỏi gì? Nhớ ai vậy? À thì nó... À con nhỏ trên hình á, nhỏ bạn em thôi. Chứ gì đâu. Dắt về nhà vậy à? Ủa dắt về nhà đâu? Ở nhà nghỉ mà. Đóng vô mặt mày nha, góc nhà mình chỉ có một gấu, mấy đứa con của tao nữa. Đâu, kiểu giống, kiểu như nó giống thôi, nó đè con giống thôi chứ phải của nhà chị đâu. Ê, 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 rớt cái này. Đó, 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 đó. Hả? Mày quay lại, con quay lại, nhanh lên. Cái gì? Nhấn mạnh ra mày, mày đợi tao, đợi chút xíu. Mẹ, đợi tao chút xíu. Thế là chị muốn coi cái gì? Mày đợi đó. Anh em ạ. Rồi mình giả vờ, mày làm rơi cái điện thoại, mình giả vờ ho ho để cho nó xoay cái màn hình á, nó xoay cái màn hình qua bên phía bên này là bà thấy rồi, bà thấy cái anh rồi, bây giờ chết mẹ rồi. Hay là khỏi chôn nữa ta, tự nhiên nhận nhưng bây giờ mình rung người ta này mẹ, nó căng quá. Tự nhiên có nghĩa là bình thường á, bà về một phát bà thấy á, thì không sao, còn bây giờ là tự nhiên bà đang cái cơn nóng, bà đang ở bên ngoài á mà cái cơn nóng nó dồn lên. Ê thì có cái chảo nè. Mình xếp lại góc mình để có cái chảo. A few moments later. Anh em ạ, bà Trang lâu quá. Chắc từ nãy giờ bà chưa thấy bảo về. Bà Trang coi. Nghe gì Trang? Hả? Tôi đến về trẻ đâu mà ra mày luôn. Cái gì trời, nói gì trời? Tính về trẻ đầu mày ra đó, nhưng mà thôi mày xử lý xong đi rồi về đây nói chuyện với mày. Xử lý gì? Nói chung là xong hết rồi. Xong hết rồi, không có gì đâu, chị về thoải mái đi. Xong hết chưa? Xong hết rồi, chị về đi. Về khi nào về? Tao về liền giờ đó. Chị về đi chứ có gì đâu, không có gì đâu trời. Xong hết rồi nha. Mày chuẩn bị tâm lý. Mệt quá. Bà vẫn tâm lý nha anh em nha. Vẫn kiểu là okay, thôi chị biết mày vậy đó, nhưng mà mày lo mày sắp xếp xong hay đi, đâu đó xong đi rồi chị mày mới về. Kiểu kiểu vậy đó anh em ạ. Cũng vẫn còn cao cả nha. Ok anh em. Thì bà đã nói đến mức độ như vậy, nhưng mà mình vẫn để im cho bạn nữ cái nằm kia, chắc là bà còn cay dữ hơn nữa đúng không anh em? Ok, mình để hiểu luôn, nó hấp dẫn hơn rồi nha. Ok, trong những lúc mà gay cắn như thế này, anh em mà mua đồng hồ cho Vĩnh thì bấm lại Zalo này nha. Mặt gay cắn nhưng mà vẫn bán đồng hồ nha anh em nha, nhớ nha anh em, mua đồng hồ ủng hộ mình nha. Không biết sau hôm nay còn có cơ hội bán đồng hồ nữa không ấy chứ. Cái tiền đâu? Mày nói mày ăn gì?
đây rồi nha. Mình đứng đây nói vậy cũng sợ nó giận em luôn á. Đi. Vậy chị cần lấy cái đồ gì em lấy cho chị. Chị muốn lấy gì rồi em lấy đó, đó. Rồi chị đi vậy đi. Được không? Vì hồi nãy em kêu ngồi nó về nhưng mà nó không chịu về. Kiểu tụi em đưa tiền ra ngoài đi. Hả? Tiền gì bé? Ra ngoài muốn chỗ ở đi, chỗ này chỗ ta làm ăn. Không làm bé là nó ngại, nó sợ gia đình nó thấy. Chị đi đi, chị qua bên nhà bạn chị xuống đi. Cầm hàng cũng đi. Không mà. Chỗ kinh doanh là không phải. Con bé này nó ngại gia đình nó thấy. Giúp em một bữa đi. Bà chị hàng xóm chứ không phải gì đâu, em cứ... Em vô liêm sĩ là vừa nha Bình. Vậy là chị nể nãy giờ đó. Em không có nể gì cho em đó. Em nghĩ với bạn em, nghĩ với chị hả? Không làm gì mà không mặc đồ. Biết cái nơi làm ăn không? Lỡ rồi. Không có lỡ gì hết á. Em quá đáng rồi đó. Chị nhìn có giới hạn không nha Vĩnh? Bình thường mà trời. Đừng để gì mất kiểm soát á. Quá đáng là phải thôi. Lần đầu tiên. Lát mà đi về đi. Lần đầu tiên mà. Lần đầu tiên là lần thứ hai như vậy đó. Vé cứ đi về đi. Cứ đi về gấp. Bây giờ cho tụi em một tiếng hồi không? Vậy luôn. Vậy cũng nói được luôn. Tiếng làm gì?
Làm gì nữa, nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi? Thì là cho tụi em kêu nó về nhanh. Để con nói một tiếng nữa đi á. Thì ok thì về về. Mình chỉ nói nhỏ nhỏ nói cái gì vậy chứ. Về thì về, chỉ nói nhỏ thôi chứ. Tao sốt vô mà. Hoa. Hoa về Hoa ơi. Chứ nói thiệt với em thì đây không phải nhà anh đâu, nó giỡn á. Chị về nha. Thôi thì phải nghe nghe anh, nghe anh về nè. Hả sao? Không không hả? Em nằm đây luôn hả? Không nằm đây luôn sao được. Thôi sao sao? Kệ bả hả? Để em nói bạn trai. Đợi xíu. Chị đã nói chuyện là lý. Bình tĩnh đi. Ý anh nói vậy nè, thực ra thì anh nãy giờ anh giỡn em thôi. Chứ nhà này... Con bé đi về ngay. Để em nói cái. Để em nói. Thực ra từ nãy giờ là nhà này... Chị tôn trọng bạn gái em chút xíu đi chị chán. Nó tục chịu thề gì trời. Em đang nói nè, nãy giờ em đang nói nè đúng không? Dù sao tụi em đã làm gì đâu. Thôi bây giờ anh nói thiệt là cái nhà này không phải là nhà của anh. Nhà của bà chị. Thôi bây giờ bà về vậy thôi thì thôi mình đứng nhà đi về đi. Nha. Thôi mà nghe đi. Chứ bà không chịu đâu. Sao sao ý em sao? Nằm đây một tiếng nữa hả? Cầm tiền ra ngoài đi bệnh. Con bé kia đứng dậy ngay. Còn một tiếng nữa đúng không? Bạn gái em muốn xin tiếng nữa chị. Bây giờ bạn không cho. Bạn không cho giờ sao? Thôi mời ra khỏi nhà đi. 55 phút nữa được không chị? Không có tôn trọng chủ nhà này. Đứng lên đứng dậy đi về nha lên. 55 phút nữa bạn gái em nói 55 phút nữa được không? Đứng lên nhìn cái mặt. Thôi em nghe không? Bạn đang chửi. Bạn đang chửi quá trời kìa. Thôi đi Hoa, đứng nhà Hoa, về em. Tôn trọng chủ nhà xíu đi nha. Về em. Thôi, nghe đi nghe lời đi. Sao? Không đừng nói vậy. Người ta nhà chủ nhà mà. Sao? Muốn làm gì làm á hả? Không. Thôi, đi. Chị Trang bây giờ bạn gái em xin 40 phút thôi được không? Thôi đi về đi. Tiền bây giờ mẹ đi. Đi Hoa ơi Hoa, đi Hoa. Nhanh nhanh nhanh. Đi sao? Muốn mặc đồ đúng không? Ok. Kéo chân ra, kéo chân ra. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mặc vô, mặc vô, mặc vô. Đằng mày đi. Sao không muốn mặc hả? Không muốn mặc chưa sao? Hả? Giờ giờ đi sao? Bạn gái muốn chị cha. Bây giờ bạn gái muốn kêu bây giờ đưa cho chị 5 triệu chị qua nhà bàn chị được không? Đứng dậy. Nhớ. Làm gì vậy? Đứng dậy đi. Tự để em nói bạn em gái em cái. Chị làm gì bỏ cái chỗ xuống. Đi về. Về thì chắc chắn về, nhưng ý là chị không đồng ý. Cái băng dày dữ gì mà em? Hả? Chị cầm tiền chị đốt nhà anh được luôn á, thích 5 triệu không? Biến.
Chị làm gì chị chán? Người yêu em nhanh chị tôn trọng xíu chị. Cái gì bập bập à? Chị quýnh cho người ta bùm bùm vậy chị. Khùng hả? Bà mới là nghĩ sao á? Cái gì vậy? Má nói thiệt luôn á, lên thức áp với mày luôn á. Biết gì không? Chứ bà nghĩ gì? Cái gì vậy? Ý là nè, tôi thiệt bà Trang, ý là bà nghĩ tôi suy đồi đến hồi nãy giờ con nhỏ nào mà nó nằm đến đây mà nó không mặc đồ trong mà bà nghĩ sao hết chuyện ví dụ ra nhà nghỉ tự nhiên không đi nằm những cái giường của bà. Nghĩ đéo hiểu gì đâu mà mặc giày giả man luôn, 5 triệu của ai lồ. Còn má tóc như thiệt hả, hai màu như thiệt, đầu tư mà tóc thiệt đó nha chứ không phải tóc giả đâu ba, thiệt luôn á, tóc giả nhưng mà làm từ tóc thiệt. Ghê quá à, có nghĩa là người chết không? Vậy điên khùng má. Bắt người chết đó má. Nhưng mà quan trọng là cái này nè. Cô ít lòng nhiều. Em hả? Cô ít lòng nhiều, mở ra đi. Đó hả? Cô ít lòng nhiều, mở ra đi. Nó phải ngày lễ gì đâu. Mở ra đi, mở ra đi, mở ra đi. Ngày lễ gì đâu, bánh kem nữa. Cô ít lòng nhiều nha. Dạ, quan trọng gì. Cô ít lòng nhiều. Hay gì vậy? Đọc đây, đọc dòng chữ. Cảm ơn chị. Ok rồi, bây giờ chị mang ra, mang ra đây em sẽ nói lý do của cái bánh này nè. Trời ơi, cuộn ghê. Này, trời. Đây. Nó tuyên bố lý do về cái bánh nha. Lần đầu tiên được tặng bánh luôn á. Nói chứ bữa giờ em ở bên ở đây với chị là cũng rất là lâu rồi đúng không? 2 tháng rồi. Thì hôm nay là bữa cuối cùng em ở đây. Sao đi gắt vậy? Thì nói chung thì bữa giờ ở đây thì nói chung là cũng chắc chắn là sẽ có phiền rồi. Đây bánh đó chị, bánh đó chị. Nè, đi. Không, chị để chị chụp hình nữa. Hả? Để chị chụp hình nữa. Không, chụp thì chụp mình cắt mình chụp cũng được mà. Thì nói chung em tặng quà chị. Thôi nói chung thì em thì không có nhiều tiền nhưng em chỉ có cái bánh nhỏ này thôi. Em cảm ơn chị thì thời gian vừa rồi là đã là cho em ở nhờ. Ok. Thôi đừng nói lời ngọt ngào nghe ghê. Không, cái này là lời chân thành, không phải lời ngọt ngào. Lời ngọt ngào nó mới dạy vô, còn lời chân thành là nó... Trời. Giờ mới thấy cái máy luôn á. Do hôm nay là bữa cuối cùng cho nên em mới đặt máy quay thôi chứ bình thường em không có. Nãy có nói chị nói là ủa đâu sao đen thui nó tùy một màu luôn không thấy luôn á. Thì vậy mới nói bữa nay là bữa cuối cùng em mới để máy vậy thôi. Ok thì nói chung thì khoảng thời gian vừa rồi ở đây á, nói chung thì dù sao cũng là một nam một nữ đó, nhưng mà chị vẫn cho em ở nhờ đó. Bạn bè của em thì cũng khá là đông nhưng mà đến cái lúc mà khó khăn á thì mới biết được là ai là bạn chính xác không chị, đúng không? Nhiều thằng mà con trai đó vậy nhưng mà em nhờ ở chung thì nó lại không chịu. Nhưng mà chị thì nói chung này mà ở đây thì cũng nhiều người cũng có khi bạn bè chị cũng nói chị nữa, đúng không? Nhiều khi cho em ở nhờ này kia đó. Có chứ đó, rất là ok. Nên là hôm nay là em làm cái bánh này, thứ nhất là để kỷ niệm cái ngày mà em được bữa nay em bà Vi bà buông tha cho em rồi. Với thứ hai là bữa nay công việc của em nó ổn định lại rồi thì nói chung thì em sẽ về ở đó, ở riêng. Còn chị tiếp tục cuộc sống trước kia, nghe không? Phải là thay đổi về ăn uống đi nha bà nội. Bớt thức khuya. Để ok. Thì em vẫn về chỗ nhà em ở, em chuẩn bị em về em ở với anh em họ của em. Ok. Chỗ mới. Ok, chỗ mới đàng hoàng. Thôi bây giờ thì nhân tiện vào đây thì mình cắt bánh kem với chị. Ở đâu? Hay là chị chụp hình đi. Ở đâu? Vẫn ở Tân Bình gần đây mà. Ok. Thôi chụp hình đi, ăn uống gì? Ôi, phải chị phải cắt bánh kem rồi chị phải chị coi thường bánh kem của em hay sao ha, chị mà chị không ăn. Không phải nhìn dễ thương á, chị mà chị nỡ ăn. Thôi ăn đi chị, cắt đi chị, ăn đi chị, phải ăn chứ. Rồi chị Trang, hồi xưa đến giờ mà ở quá trình em ở đây, cái điều mà chị cảm thấy chị không hài lòng nhất là gì? Em nhây quá thôi. Nhây quá hả? Nhây là sao ba?
Thôi cắt 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 bánh đi, làm lễ cắt bánh. Không mà cắt luôn á. Rồi sau này ví dụ như lỡ như em có xe cơ thất thế em muốn qua đây ở nữa được không? Nó đủ. Vậy ba mới khen hồi nãy, mới cảm động hồi nãy luôn á. Chắc lấy lại cái bánh quá. Sợ quá à, sợ quậy lắm. Ở được cái 21 kỳ dầu thì cho một cái nhà riêng ở trong mỗi chung không? Sợ. Hồi nãy là lúc mà em khi mà em ngày hôm nay á là em tính là em đi mua cái túi LV 120 củ nhưng mà em nghĩ thôi nó vật chất quá thôi nên em định mua cái bánh kem thôi. Ừ chứ em thấy tính rồi, cũng tính rồi nha đúng không, nhưng mà ba cái túi đó thì thôi không đam mê cá đi trời ơi à. Đó nhưng mà sau này ở đây là bà ở một mình là bà phải nhớ là ăn đúng bữa nha má. Với lại tôi khuyên bà nên kiếm một thằng ghẻ đi bà Trang ơi. Đục. Kiếm thằng ấy chứ, kiếm ba bốn thằng nó đấm nhau sao bá, tranh giành nhau cực lắm. Không. Hài sức lắm. Đúng không? Hài sức lắm. Kiếm thằng kiểu như là tôi thấy bà ở đây nhiều khi bà thấy không? Có ví dụ như cần làm này làm kia, nó nhờ nó giúp, thấy không? Mấy bữa bà thấy không? Không có tôi mà mấy cái bưng nặng rồi đó cùng mình bà bưng bà thấy cực không? Có. Đó. Nắng cực. Đàng hoàng đi ba, lớn rồi. Đó, đàng hoàng đây nè. Đó, ok, cảm ơn chị. Đó. Rồi nói chung là bữa giờ tiền mai mốt chuẩn bị tiền điện, tiền đồ cho em phụ nha. Tình nghĩa quá. Nói chứ bữa giờ tiền điện 2 tháng cho em phụ nha. Phụ tiền điện đó cũng được. Hả? Thấy cũng nhiều mà, ví dụ em mày á. Ví dụ như bình thường không có em bình thường em ở đây em mở máy lạnh hoài. Tháng vừa rồi buổi chiều mấy gần 2 triệu tiền điện em chịu 1 triệu đi, 2 tháng 2 triệu được không? Thôi, cái gì đâu. Nói gì? Bên cạnh chị vui mà, có gì đâu rồi, tiền bạc. Thôi vui vui chứ không? Cái gì không? Em không giàu em mua chị xe xong rồi. Còn ở nhà thuê á trời. Thì đó, thì còn ở nhà thuê á, tính gì? Với lại em đang nợ chị 10 triệu nữa, em lúc nào có tiền trả sau nha. Em nói giỡn chứ anh đâu có mượn đâu. Nói giỡn nó ba tưởng có thiệt hả má? Có không ta? Chị nghĩ em muốn mượn tiền chị hả? Ôi bà chị hả? Sao nói? Nói cho vui. Chị nhớ không có thiệt. Không có đúng không? Không có ba. Có rồi. Có ba. Có hả? Không nhớ luôn. Không. Vậy. Chị nói thiệt là chị cho ai mượn chị hay nốt vô giấy lắm. Mà chị coi mỗi ngày chị đâu thấy có em đâu. Tại chị tính chị hay quên. Bởi vì gần trong nhà nên bà nói làm cái gì. Bữa bà cho tôi mượn 10 triệu mà bà nhớ là 10 triệu đi sửa xe đó. Anh nghĩ là chị cho em luôn, chị đâu có nhớ đâu. Vậy giờ vậy giờ nhớ rồi giờ sao? Cho mượn thêm 20 triệu nữa được không? Mình làm cái gì á? Làm ăn thì ok, nhưng mà đừng có chơi bờ được rồi. 20 triệu cái gì đâu. Thôi nha, bữa nay là tối nay là em về em ăn cơm ở bên nhà em á nha. Thôi không ăn nha. Nói chung cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn thì cảm ơn, bao nhiêu thì nó cũng đủ. Nói chung người giúp mình trước thì nó mới là đáng quý, đúng không? Sau này mà lỡ chị có cần cái việc gì thì em thì giúp lại. Ok. Hãy về thôi chứ chiều nay mẹ em lên. Ừ, em phải về thôi. Ok, không kịp. Em bán nha. Nói chứ giờ chuẩn bị em đi về luôn á. 5 giờ. Giờ 4 giờ 20 rồi. Ok. Nói chung giờ để em thu đồ đấy. Chị ăn bánh đi. Em dọn đồ nha. Cái ly này lấy không? Cho cái ly này nha. Không sao, bữa nào gặp nhau tiếp.
Cho nên là em nói chị sắm thêm thằng ghệ đi, để lúc nào lúc kia mà có người tâm sự nói chuyện chị, hiểu không? Không, bàn đó là mấy bàn của chị toàn bàn nhậu không à. Chị phải tìm bàn gọi là tâm sự cuộc sống kia. Phải đó quan trọng chứ. Cái đó rất quan trọng nha. Ok ok, em có nhiều đâu, mấy bộ đồ mà. Hả, đủ chứ. Đâu có kinh doanh em, đâu có kinh doanh chị. Sức khỏe nha. Mai 21 nhậu rượu, cả ngân nữa nhậu chơi. Ok. Hả? Thôi bận lên luôn. Thôi nha, tối nhớ ăn cơm nha, nha má. Ok.